Tử vi tuổi Canh Thìn 2000 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi tuổi Canh Thìn khi bắt tay vào công việc thường rất hăng say, cháy bỏng với niềm đam mê của mình, sẵn sàng thể hiện bản thân ở bất kỳ đâu. Bởi tuổi Canh Thìn có rất nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời, tuy nhiên họ lại thiếu đi sự kiên trì, cẩn thận. Tính cách này khiến mọi người cho rằng nhiều lúc tuổi Canh Thìn quá phô trương, tự tin. Không ít những lần tuổi Thìn phải đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thậm chí thất bại. Lý do là vì họ quá hấp tấp, không suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi quyết định. Nếu muốn thành công, tuổi Canh Thìn cần phải có sự trợ giúp của mọi người ở xung quanh. Không những vậy, khi bắt đầu công việc, tuổi Canh Thìn rất hào hứng với những sáng kiến, kế hoạch mà mình vạch ra. Tuy nhiên, không lâu sau khi kế hoạch gặp phải chút khó khăn, trục trặc, thì người này lại tỏ ra chán nản, buông xuôi và quyết định thay đổi chiến thuật của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Thìn trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Canh Thìn sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Các bạn tuổi Canh Thìn 2000 vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý hơn nữa. Thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người, chứ không phải thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân mình. Trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Thìn sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành. Bước sang tháng 6 âm lịch, các bạn tuổi Canh Thìn dễ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Các bạn đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Canh Dương Kim gặp Ất Âm Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Đặc biệt trong năm 2021, các bạn tuổi Canh Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Canh Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Thìn. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bạn tuổi Canh Thìn trong tháng 6 âm lịch, qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với những bạn Canh Thìn hiện còn đi học,
tháng này sẽ rất tốt với bản mệnh, làm quen với môi trường đại học và các kiến thức mới. Thời gian trước, bạn siêng năng, chăm chỉ cũng sẽ được đền đáp bằng những điểm số cao, được ghi nhận từ thầy cô. Với các bạn Canh Thìn đã đi làm, trong tháng 6 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn sẽ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công việc. Các bạn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Trong tháng 6 âm lịch, với những diễn biến giúp công việc khởi sắc, bạn sẽ có nhiều cơ hội. Tuy vất vả, nhưng bản mệnh sẽ luôn đạt được những điều mà mình mong muốn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, xung hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, xung để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bạn tuổi Canh Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 6 âm lịch, tài lộc của các bạn không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Xem tử vi 2021 cho thấy họ có nguồn thu nhập khá dồi dào. Các bạn làm việc tốt nên dễ có cơ hội được tăng lương trong tháng này. Còn với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Các bạn biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đẳng, quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định, nên thường sẽ tiết kiệm các khoản dự phòng cho tương lai. Chính vì vậy, trong thời điểm này, Thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Canh Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng tay sẽ giúp hóa giải các vận hạn, xua đuổi những hung tinh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc cho các bạn. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ, tương trợ các bạn tuổi Canh Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Những người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian ở bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung, nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. Bản mệnh có sức cuốn hút riêng của mình, không hề phải gồng mình lên để tỏ vẻ hay chứng minh điều gì mà cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy rung động. Người độc thân hãy sẵn sàng, đều chuẩn bị bước vào một mối quan hệ tình cảm mới. Hãy gạt hết mọi chuyện đã qua, hướng về tương lai tươi sáng và bạn có thể có được hạnh phúc của mình mong chờ. Với các cặp đôi, bạn cần phải bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn nữa. Đừng để đối phương cảm thấy bản thân chỉ cho đi mà không được nhận lại gì. Chớ lý trí quá mức trong chuyện tình cảm, đây là chuyện cần cảm xúc. Trong tháng này, những người tuổi Canh Thìn có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ thiếu tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Cơn giấc này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng xấu đi. Bản mệnh là những người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Canh Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung sát, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên.
Đặc biệt những bạn tuổi Canh Thìn còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của các bạn tuổi Canh Thìn không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ có điều tinh thần của bạn không được tốt. Bạn gặp phải chuyện buồn trong vấn đề tình cảm. Hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc, lấy lại tinh thần để tiến tới mục tiêu của mình. Tử vi tháng Ất Mùi nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các bạn tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn tuổi Canh Thìn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch, để các bạn tuổi Canh Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm xa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý và tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Canh Thìn trong tháng 6 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 6 từ ngày 13 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, nhâm tuất, nạp âm, đại hải thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 6 từ ngày 25 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, giáp tuất, nạp âm, sơn đầu hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 6 từ ngày 6 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bình tuất, nạp âm, ốc thượng thổ. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bạn tuổi Canh Thìn tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 3 tháng 6 từ ngày 12 tháng 7 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 6 từ ngày 24 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 6 từ ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Ất Dậu, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bạn tuổi Canh Thìn trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, và các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.